Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Các ngân hàng giảm lãi suất huy động hỗ trợ khu vực sản xuất kinh doanh phục hồi sau dịch Covid-19. Các địa phương đơn vị trên địa bàn Thanh Hóa chủ động tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, trong 8 tháng năm 2020, toàn tỉnh có 1.658 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Một số địa phương có kết quả thành lập doanh nghiệp mới tăng khá so với cùng kỳ là thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện Quảng Xương, Triệu Sơn, Đông Sơn. Về cơ cấu doanh nghiệp đăng ký theo lĩnh vực hoạt động, có 7 trên 17 lĩnh vực ngành nghề có doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ như thông tin, truyền thông, kinh doanh bất động sản, xây dựng, vận tải kho bãi, hoạt động dịch vụ. Có 9 trên 17 ngành nghề có doanh nghiệp đăng ký giảm so với cùng kỳ như ngành nghề dịch vụ lưu trú và ăn uống, dịch vụ việc làm, du lịch, sản xuất, phân phối điện nước, ga, công nghiệp, chế biến, chế tạo. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa, đến đầu tháng 9 năm 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 5.389 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang vay vốn tại các tổ chức tín dụng với tổng dư nợ đạt hơn 15.000 tỷ đồng, chiếm 15% tổng dư nợ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn, các ngân hàng tổ chức tín dụng trên địa bàn Thanh Hóa đã đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định cho vay, chủ động áp dụng các biện pháp linh hoạt về lãi suất cho vay, phí dịch vụ, các biện pháp bảo đảm tiền vay, hình thức cho vay. Đặc biệt, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thanh Hóa gặp khó khăn cho sản xuất kinh doanh, các ngân hàng đã triển khai nhiều biện pháp gia hạn, cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất hỗ trợ cho doanh nghiệp, kịp thời phục hồi và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi cho trên 1.500 khách hàng với tổng dư nợ trên 2.850 tỷ đồng. Những ngày qua, lãi suất huy động tùy từng kỳ hạn tại nhiều ngân hàng tiếp tục có xu hướng giảm mạnh. Việc các ngân hàng giảm lãi suất huy động được đánh giá là mang tính tích cực cho doanh nghiệp và nền kinh tế trong thời điểm hiện nay. Bởi việc giảm lãi suất đầu vào sẽ là cơ sở để các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khu vực sản xuất, kinh doanh và khách hàng cá nhân phục hồi hoạt động sau dịch Covid-19. Bước vào hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ vận tải hành khách vào đúng thời điểm xảy ra dịch Covid-19, đơn vị này đã gặp rất nhiều khó khăn, nhiều thời điểm gần như phải ngưng trệ mọi hoạt động. Do vậy, việc ngành du lịch phục hồi trở lại sau dịch và lãi suất ngân hàng trong xu hướng giảm là những thông tin rất tích cực đối với doanh nghiệp. Nhờ vào cái sự kích cầu hiện nay của nhà nước là về cái ngành du lịch và nó đang đi vào hoạt động, thì với cái nguồn lãi suất của ngân hàng á, chúng tôi cũng rất là kỳ vọng từ nay đến cuối năm là bên chúng tôi sẽ nó để đi vào ổn định. Từ cuối tháng 8 năm 2020 đến nay, lãi suất tiết kiệm ngắn hạn của nhiều ngân hàng đã xuống dưới ngưỡng 4% một năm. Kỳ hạn một năm cũng chỉ ở quanh mức 6% một năm. Đây là mức huy động thấp nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay cũng đã được nhiều ngân hàng mạnh tay cắt giảm từ 0,5 đến 2% một năm. Xu hướng hạ lãi suất đã và đang được các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đón nhận tích cực với kỳ vọng sản xuất kinh doanh sẽ có nhiều khả quan hơn trong thời gian tới. Cả thành một cái dây chuyền nữa là sản xuất người ta không sản xuất được thì đương nhiên vận tải là cũng không có việc rồi. Cái thứ hai nữa là cũng rất may là cái đợt này thì cũng chắc là theo cái chương trình của chính phủ thì tất cả các ngân hàng cũng và cái mức lãi suất thì cũng đã được ưu đãi. Thì doanh nghiệp chúng tôi là cũng người hưởng lợi trực tiếp từ cái lãi suất của ngân hàng đấy. Là cũng rất là may, tất nhiên là hy vọng từ nay đến cuối năm là cái lãi suất nó còn hạ được nữa thì chúng tôi càng phấn khởi. Đến thời điểm này, tổng dư nợ trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 122.000 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với đầu năm 2020. Cơ cấu dư nợ ngắn hạn chiếm 47,8% tổng dư nợ chung dài hạn chiếm trên 52% tổng dư nợ. Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn Thanh Hóa đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho gần 1.500 khách hàng với dư nợ trên 2.800 tỷ đồng. Cùng với đó, thực hiện đẩy mạnh cho vay mới với lãi suất hợp lý ở mức thấp để kích cầu đầu tư, hỗ trợ khu vực sản xuất kinh doanh. Với cái xu hướng lãi suất giảm như hiện nay thì chúng tôi đánh giá thì đối với các cái khách hàng cũ thì cũng tạo điều kiện để họ duy trì cũng như là duy trì được cái hoạt động kinh doanh.
Còn đối với những cái khách hàng mới thì nó cũng kích thích được các cái khách hàng mới họ tăng cái đầu tư, mở rộng sản xuất. Và thực tế thì trong thời gian qua thì chúng tôi thấy rằng cái lượng khách hàng mới có nhu cầu vay vốn cũng như là cái thực tế mà ngân hàng đã giải ngân cho khách hàng mới thì nó tăng trưởng khá là tốt. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng đã đưa ra thông điệp sẵn sàng tăng hạn mức tín dụng cho các ngân hàng nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, theo các ngân hàng thương mại tại Thanh Hóa, việc đưa vốn ra khu vực sản xuất kinh doanh cần phải có thêm các biện pháp hỗ trợ khác để cải thiện sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp và đảm bảo tính hiệu quả của đồng vốn giá rẻ. Dự báo những tháng còn lại của năm 2020, mặt bằng lãi suất sẽ còn tiếp tục giảm thêm, phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước là duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 12 tháng 9, toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 20.300 ha lúa thu mùa, đạt 17,7% diện tích. Trong đó, một số huyện có tiến độ thu hoạch nhanh như Thọ Xuân, Hậu Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Nông Cống. Bên cạnh đó, bà con nông dân cũng đang thu hoạch các cây lương thực và rau màu khác như ngô, khoai lang, lạc, đậu. Cùng với việc thu hoạch lúa mùa, các địa phương đang tích cực đôn đốc khuyến khích các hợp tác xã và bà con nông dân khẩn trương giải phóng đất để sản xuất vụ đông 2020-2021. Thưa quý vị và các bạn, mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, chính quyền các địa phương, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tích cực xây dựng các sản phẩm OCOP, qua đó từng bước hình thành, nâng cao giá trị nhóm sản phẩm đặc sản của từng vùng, từng địa phương. Huyện Nga Sơn có nhiều làng nghề truyền thống, đặc sản nổi tiếng, sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có thể phát triển thành sản phẩm OCOP. Trên cơ sở đó, huyện đã rà soát lựa chọn các sản phẩm tiềm năng, hỗ trợ 50 triệu đồng cho việc xây dựng một sản phẩm OCOP. Đến nay, huyện Nga Sơn đã có 4 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Nga Sơn phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ có thêm 5 sản phẩm OCOP. Xác định xây dựng OCOP là nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao giá trị thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới. Thì huyện cũng rất quan tâm, có giao cho anh em nông nghiệp trong ban chỉ đạo các xã, thị trấn. Bên cạnh đó thì cũng đã có những cơ chế hỗ trợ nó phù hợp cho các xã thực hiện. Tuy mới bắt đầu triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm từ đầu năm 2020, nhưng thành phố Thanh Hóa đã có 5 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn 3 sao OCOP cấp tỉnh. Trong quá trình triển khai, thành phố đã chủ động phối hợp với các phòng ban xây dựng các bước cùng các đơn vị sản xuất hoàn thiện hồ sơ để công nhận là sản phẩm OCOP. Mặt khác, thành phố quan tâm đẩy mạnh việc quảng bá các sản phẩm, ban hành cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí sản xuất cho các chủ thể. Lãnh đạo thành phố cũng đang tiếp tục chỉ đạo các cái đơn vị tập trung thực hiện thắng lợi cái kế hoạch đã đề ra. Từ nay đến cuối năm thì thành phố phấn đấu tiếp tục hoàn thành và trình tỉnh công nhận tiếp 4 đến 5 sản phẩm để tạo cái đà cho năm 2021 và những cái năm tiếp theo. Thanh Hóa có 155 làng nghề với 25 nghề truyền thống. Đây được xem là tiềm năng lợi thế để phát triển sản phẩm OCOP nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ. Trong thực hiện đề án OCOP, chính quyền địa phương có vai trò rất quan trọng trong hỗ trợ, khuyến khích định hướng các đơn vị thực hiện. Hiện toàn tỉnh đã có 16 trên 27 huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án phát triển sản phẩm OCOP. Trong đó đã rà soát, đánh giá các sản phẩm truyền thống có lợi thế trên địa bàn để xây dựng lộ trình thực hiện, ban hành các cơ chế khuyến khích, kích cầu hỗ trợ các đơn vị hộ sản xuất. Nhờ vậy đã khích lệ các đơn vị chủ thể tích cực tham gia chương trình tập trung cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường gắn với tiêu chí quy định để đạt chuẩn sản phẩm OCOP. Chúng tôi thì cũng đang cố gắng gìn giữ phát triển cái thương hiệu dựa trên cái nền tảng minh bạch và chất lượng. Chúng tôi sẽ cố gắng để phát triển có được cái cơ sở rộng rãi hơn, đầu tư cơ sở vật chất tốt hơn, đồng thời liên tục cải tiến chất lượng mẫu mã, bao bì, sản phẩm mới. Cái giải pháp trọng tâm đây là một là phải tiếp tục quan tâm tăng cường cái việc tuyên truyền hướng dẫn, tăng cường cái công tác tổ chức cái tham quan thực tế. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với các ngành, các cấp có chức năng để tăng cường cái kiểm tra đôn đốc, thúc đẩy giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện môi trường cho các đơn vị tư vấn để giúp tư vấn cho các chủ thể sản xuất trong việc phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Tính đến thời điểm này, Thanh Hóa có 42 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh từ 3 đến 4 sao. Hai sản phẩm đang đề xuất Trung ương xếp hạng 5 sao cấp quốc gia. Với sự chủ động tích cực của các địa phương cùng nỗ lực của các đơn vị sản xuất, Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu từ nay đến cuối năm 2020 có thêm 28 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105 ngày 8 tháng 9 năm 2020 quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non, bao gồm chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non, chính sách đối với trẻ em, chính sách đối với giáo viên mầm non. Nghị định nêu rõ ưu tiên đầu tư kinh phí của Trung ương và địa phương từ các chương trình dự án để xây dựng cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm yêu cầu đến năm 2025 đạt một phòng một nhóm lớp và đáp ứng yêu cầu kiên cố hóa trường lớp học. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định, có từ 30% trẻ em là con công dân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất một lần, bao gồm trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 106 ngày 10 tháng 9 năm 2020 quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định quy định số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỷ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. Đáng chú ý, nghị định quy định cụ thể hai căn cứ xác định vị trí việc làm bao gồm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập, mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Nghị định cũng nêu rõ ba căn cứ xác định số lượng người làm việc bao gồm vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập, mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin, thực trạng quản lý sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa với số lượng là 30 người. Trong đó, vị trí việc làm cần tuyển ở bậc mầm non là 26 người, tiểu học là 4 người. Đối với giáo viên mầm non phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non, đại học sư phạm mầm non. Đối với nhân viên hành chính kiêm kế toán, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp cao đẳng đại học chuyên ngành tài chính kế toán. Việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định, trong đó ưu tiên xét tuyển đối với người đang hợp đồng lao động phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thiệu Hóa trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 và người đang hợp đồng lao động. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa có công văn số 3084 về việc tổ chức trở lại các hoạt động các giải đấu thể thao nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã thiết lập trạng thái bình thường mới. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động giải đấu thể thao trên địa bàn, đồng thời tích cực tham gia các giải đấu thể thao cấp tỉnh theo kế hoạch trước đó, bảo đảm tốt nhất công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Trước đó, ngày 4 tháng 8, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các liên đoàn, hội thể thao, các đơn vị có liên quan tạm hoãn tổ chức các sự kiện, giải đấu thể thao có quy mô lớn, tập trung đông người trên địa bàn toàn tỉnh đến thời điểm thích hợp để tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiều giải đấu thể thao quan trọng cấp quốc gia, cấp tỉnh theo kế hoạch đã phải tạm hoãn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Tổng cục Thống kê đang tiếp tục điều tra, đột xuất, đánh giá tác động của dịch COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin kịp thời, làm cơ sở để chính phủ đưa ra những chính sách hỗ trợ sản xuất phù hợp. Thông tin đăng tải trên báo Công Thương.
Cụ thể, Tổng cục Thống kê sẽ điều tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các giải pháp ứng phó của doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, đánh giá hiệu quả các giải pháp của chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do dịch. Thông tin chuyên đề về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Với phương pháp điều tra trực tuyến, thông qua sử dụng bảng hỏi, điều tra viên sẽ hướng dẫn doanh nghiệp cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử trực tuyến của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020. Mới đây, dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ lần thứ 2, Bộ Công an đề xuất 28 hành vi và nhóm hành vi bị áp dụng trừ điểm trên giấy phép lái xe. Bài viết đăng trên báo Đời sống Pháp luật đặt ra câu hỏi, việc trừ điểm trên bằng lái liệu có làm phát sinh thêm tiêu cực và làm thế nào để hạn chế những tiêu cực này khi đề xuất được áp dụng vào thực tiễn. Bài viết phân tích, tâm lý chung của người tham gia giao thông là rất ngại phải học lại, thi lại bằng lái. Do đó, khi đã bị trừ gần hết điểm thì không ít người sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền hoặc dùng các mối quan hệ để xin không bị xử phạt. Ủng hộ đề xuất trừ điểm trên giấy phép lái xe của người vi phạm giao thông, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, để hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu khi xử lý vi phạm, vấn đề cốt lõi nằm ở ý thức đạo đức nghề nghiệp của lực lượng cảnh sát giao thông và đặc biệt là người tham gia giao thông. Bởi khi người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định thì cảnh sát giao thông sẽ không có cửa để thực hiện hành vi tiêu cực. Chia sẻ với báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, việc trừ điểm giấy phép lái xe cũng chỉ là một giải pháp hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông. Do vậy, các chủ phương tiện phải tăng cường quản lý an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện sức khỏe của lái xe. Còn đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, cần khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo đúng quy định, kiểm tra an toàn kỹ thuật trước khi đưa phương tiện ra vận hành. Rà soát thường xuyên các dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình, xem từng lái xe có các vi phạm hay không. Với người thường xuyên vi phạm, doanh nghiệp phải có biện pháp điều chuyển thay thế. Những ngày qua, cộng đồng mạng bức xúc trước việc kênh Hưng Vlog thực hiện video nấu cháo gà còn nguyên lông, chưa được làm sạch. Báo Sài Gòn Giải Phóng cho rằng, con số 7,5 triệu đồng tiền phạt mà kênh Hưng Vlog phải chịu không quá nhiều so với mức thu nhập mà các video triệu view mang lại. Nhưng đây là bài học để các vlog trẻ ý thức về nội dung trong video của mình. Tác giả của bài báo nêu quan điểm cho rằng vlog là kênh tự do của mỗi cá nhân xây dựng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tự do không phải là chấp nhận và dung túng cho những điều phản cảm, thiếu các giá trị văn hóa, nhân văn. Người làm vlog cần có ý thức và nhận thức đầy đủ về việc xây dựng nội dung các video lành mạnh, nhân văn, những giá trị bền vững để các vlog cạnh tranh. Và việc nội dung vlog càng gây sốc, càng lố lăng, càng có lượt view cao có một phần trách nhiệm của khán giả. Khán giả cần có trách nhiệm và ý thức trong những lần nhấn nút thích, chia sẻ và lượt xem của mình. Hiện nay, tại một số cơ sở giáo dục vẫn xảy ra tình trạng học sinh bị ngộ độc thực phẩm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Để hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm trong nhà trường, báo Kinh tế Đô thị dẫn ý kiến của Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh Toàn thực phẩm Hà Nội cho rằng, để phụ huynh tham gia giám sát an toàn thực phẩm tại các nhà trường là điều rất cần thiết. Theo Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Hà Nội, dù không có chuyên môn nhưng bằng mắt thường, phụ huynh có thể quan sát thực phẩm có tươi hay không, có bị dập nát đổi màu, có mùi vị lạ hay đã hết hạn sử dụng. Ngoài việc kiểm tra dụng cụ, bát đĩa sử dụng trong chế biến, phụ huynh có thể đối chiếu với giấy tờ để biết được đơn vị cung cấp có nhập thực phẩm đúng với hợp đồng hay không. Do đó, các trường nên phát huy vai trò của cha mẹ học sinh trong việc giám sát nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy trình phân chia và định lượng suất ăn của học sinh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên nhiều tuyến đường tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh hàng hóa, gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Tuyến đường nội cung ngay đoạn đầu đường gần đèn xanh đèn đỏ từ lâu đã trở thành nơi tập kết xe thồ, xe tự chế, xe tải đậu đỗ để chở hàng hóa. Những chiếc xe này dừng đỗ ngay dưới lòng đường và trên vỉa hè. Cách đó không xa là bãi tập kết chở rác nằm ngổn ngang trên vỉa hè. Nhiều người dân ở đây cho biết từ lâu nhân dân khu phố nội cung đã không có vỉa hè cho người đi bộ mà phải đi dưới lòng đường, nguy cơ mất an toàn giao thông. Những nhiều bữa là ở đây tắc đường dài mãi xuống dưới kia chứ không ấy đâu. Thì do bên đây nó tắc lại, dưới kia nó tắc thêm. Hành lang của đường đó là bị lấn chiếm. Thì cái lại đi lại giao thông các thứ gần nhất là học sinh về lúc toàn tường là rất là khó khăn. Chúng tôi chỉ có đề nghị là cơ quan chức năng thì nhắc nhở để làm sao để cho anh thông thoáng dài lòng lại được. Đây là cái ngã tư đèn xanh đỏ mà tất cả bây giờ xe là nhiều bữa nó ùn tắc, là công an mới đến giải tỏa ngã tư là do cái xe đậu dài đây đấy, và cái bãi rác để ở đây đấy, làm cho cái môi trường ở đây là rất là bẩn.
vỉa hè bây giờ không có cho người đi bộ. Tuyến đường Quán Giò ngay trước cổng chợ Đông Thọ, tình trạng người dân bày bán hàng hóa ngay trên đường giao thông diễn ra khá phổ biến. Cộng thêm với người bán hoa quả rong nên tại đây đã hình thành chợ tự phát. Được biết thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Đông Thọ đã nắm bắt tình hình và tổ chức các lực lượng giải tỏa, tịch thu phương tiện, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, đâu lại vào đấy. Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức lực lượng cùng với các cơ quan chức năng đã đi kiểm tra và giải quyết các vấn đề. Thứ nhất là vấn đề đậu đỗ xe trái phép, xe ba bánh đậu đỗ trái phép ở trên vỉa hè và lòng đường thì lực lượng công an cũng đã xử lý triệt để. Tuy nhiên là vẫn còn một số các cái trường hợp tái phạm thì cái này là công tác duy trì của Ủy ban nhân dân phường đã tiếp tục thực hiện. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán đậu đỗ xe đã trở thành vấn nạn tại các khu vực đô thị thành phố. Vì vậy, để chấn chỉnh tình trạng này, ngoài việc xử phạt thì các cơ quan chức năng cần phải tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bản tin Thời báo ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.